Khuya ngày 13 tháng 2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp 4, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài. Nạn nhân là anh H, 39 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Thành. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối cùng ngày, do nghi ngờ anh Hắc có quan hệ tình cảm với vợ của mình nên Bế Văn Duẩn, 37 tuổi, ngụ phương Tiến Thành mang theo con dao đi từ nhà mình đến phòng trọ của anh Hắc ở ấp 4, xã Tân Thành để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây giữa Duẩn và anh Hắc xảy ra cự cãi và đánh nhau trong lúc giăng co duẩn rút dao từ trong người đâm nhiều cái vào người anh hát khiến anh này gục ngã tại chỗ nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước nhưng đã tử vong riêng duẩn sau khi gây án cũng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ